Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký công điện số 855 ngày 25 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan và các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất. Để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ sau bão, dự báo thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng và người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đình hoãn các cuộc họp không thực sự cấp bách để tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão lũ, ban hành lệnh cấm biển, cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, khẩn trương đà soát, kiểm đếm, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tranh trú, đà soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều hồ đập tàu thuyền hoạt động thủy sản hệ thống điện bộ giao thông vận tải phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho tàu thuyền vận tải bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hệ thống hạ tầng thông tin đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giao ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức trực ban nắm chắc tình hình chủ động chỉ đạo kiểm tra đồn đốc các bộ địa phương triển khai công tác ứng phó cụ thể sát với diễn biến của mưa bão lũ kịp thời báo cáo đề xuất thủ tướng chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền